kính thưa quý bà con, lâu lắm rồi. Hôm nay Hữu Nghị mới có dịp quay lại những cái số phận nghiệt ngã đáng thương. Và Hữu Nghị đi đường gặp và một số người ta gọi đến cho Hữu Nghị để nhờ Hữu Nghị giúp giùm cho những mảnh đời bất hạnh như thế này. Đây, kính thưa quý bà con, hôm nay là bước qua tháng 3, chuẩn bị qua tháng 4, 30 tháng 4 năm 2019 rồi. Hữu Nghị đang có mặt tại huyện Phú Lộc, chợ Cầu 2, huyện Phú Lộc. Tình cờ Hữu Nghị gặp chú ở đây, là chú ở trên thành phố Huế nhưng mà về chợ Phú Lộc tìm kế mưu sinh. Nói vậy là quý vị hiểu rồi, nói cho rõ hơn là chú đi xin để mọi người hiểu rõ hơn. Chứ mình người thật việc thật thì không có gì phải giấu hết. Chú rất là tội. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú ạ? 53 hả? À đây, chú có ghi cái địa chỉ và số điện thoại để Hữu Nghị đọc. Kính mong toàn thể quý bà con hãy giúp được gì cho chú thì cứ giúp. Chú tên là Hồ Đắc Dũng. Phải không chú? Hồ Đắc Dũng. Số nhà này, số 50 Nguyễn Chí Diệu. Đây, số nhà đây nha, Nguyễn Chí Diệu, phường Thuận Thành, thành phố Huế. Đường là Nguyễn Chí Diệu, quý bà con nha. Số nhà 50 đường Nguyễn Chí Diệu, thành phố Huế. Số điện thoại của chú Hồ Đắc Dũng 0392803753. Hữu Nghị đọc lại cho quý bà con nhé, để có gì mọi người muốn ủng hộ giúp đỡ cho chú Hồ Đắc Dũng thì cứ liên hệ trực tiếp với chú. Bởi vì hoàn cảnh như thế nào thì mình không biết, nhưng mà các bạn thấy, quý bà con thấy, chú có một cái cục bướu nhưng mà nó chia làm ba cục, nó hầu như là nó hút hết người của chú rồi. Người của chú thì rất là nhỏ con, bị mấy cục bướu này nó ăn hết trơn rồi. Nên chị quý bà con nào thương chú thì hãy gọi điện cho chú và giúp đỡ cho chú nhé. Bởi vì chú không có số tài khoản, còn nếu có thì Hữu Nghị cũng đọc lên luôn để cho mọi người ở trong nước và ngoài nước ai biết được thì hãy giúp cho chú nhé. Đây là tình cờ thôi. Hữu Nghị đang cũng đi quay phim, làm từ thiện, trao quà những cái mảnh đời bất hạnh, những cuộc sống khó khăn thường ngày. Hôm nay Hữu Nghị tình cờ gặp chú ở chợ Cầu 2 Phú Lộc, đang mưa. Đây quý bà con này, trời mưa tầm tã mà chú thì đi xe đò từ Huế về đây để xin những tình thương của quý bà con trong chợ Cầu 2 Phú Lộc. Đây quý bà con ơi, chú rất là tội, năm nay chú 53 tuổi, chú mới nói là với Hữu Nghị là 53 tuổi. Bây giờ Hữu Nghị sẽ đại diện cho các mạnh thường quân ở bên nước ngoài, sẽ trao cái phần quà nho nhỏ để cho chú mua gạo, mua đồ ăn, thức uống. Đây là chú đi xin thật sự, quý bà con đừng có coi thường chú mà tội. Bởi vì sống ở đời cần có một tấm lòng, chẳng ai muốn mình bệnh hoạn và không ai muốn mình nghèo khổ, đói khát và bị người ta khinh thường. Nên chị thấy chú đây rất là tội nghiệp. Đó, quý bà con thấy cái cục bướu của chú không thôi, một gương mặt khắc khổ, đau khổ. Bây giờ con sẽ gửi 1 triệu của bác Cang ở bên Úc cho chú, là mẹ của chị Hồng. Năm nay bác ấy cũng 80 tuổi rồi, nhưng mà bác ấy rất là thương người và giúp những cái hoàn cảnh như thế này. Thì Hữu Nghị sẽ trích cái số tiền mà của chị Hồng gửi cho em với mẹ chị Hồng là bác Cang. Không, ngồi đó đi. Ngồi đó em trao quà. Từ từ, xe là không thiếu. Rồi xe bixi này thiếu gì? Đừng có lo. Bây giờ chú lên á.
Bây giờ họ cho 1 triệu, 2 triệu chú có nhận không? À, vậy thôi, đội xe buýt đó mà hết xe này là còn xe khác. Kìa nó còn đậu đầy kìa, thấy không? Chú đừng có sợ nha. Không mắc cỡ gì hết, mình bệnh hoạn mà. Mình nói thẳng là mình đi xin thì mình không mắc cỡ nữa. Mình cứ nói thẳng với bà con là ai cho gì thì nhờ đó, chứ không có xấu hổ. Bởi vì mình bệnh tật là người ta phải thương mình nhiều hơn. Ai cho gì cứ nhận nha. Nếu mà cho tiền đừng có lấy. Con nói giỡn thôi. Thấy quá tội. Bà con ơi, hội nghị nhiều lúc cũng muốn chọc cho chú cười. Bây giờ em đọc tiếp. Mạnh Thường Quân là bây giờ là anh Huỳnh Văn Bé nữa. Anh Huỳnh Văn Bé cũng ở bên Úc luôn. Sẽ trao cho chú thêm 1 triệu nữa là 2 triệu. Chú đừng có lo, xe cộ để đó con. Để đó con, để cho chú tiền xe đi lên, đừng có lo. Lâu lâu chú mới về đây một lần đúng không? Đúng không? Tại vì chú ở thành phố Huế thì cũng hơi xa đấy. Cách thành phố Huế với chợ Cầu Hai Phú Lộc là tới 50 mấy 60 cây. Tại vì chú ở trong thành nội. Là anh Huỳnh Văn Bé cùng ở bên Úc cho chú thêm 1 triệu nữa là 2 triệu. Đó. Thôi thì bà con ơi, bà con xa gần trong nước và nước ngoài thì biết chú Hồ Đắc Dũng như thế này, hoàn cảnh như thế này thật đáng thương. Bởi vì hữu nghị cũng là cứ đi khắp, thấy hoàn cảnh nào như thế này thì hữu nghị sẽ quay lên và kêu gọi các mạnh thường quân khắp mọi nơi ủng hộ. Và hữu nghị đọc cái số điện thoại của những cái bệnh nhân như thế này, những cuộc sống khắc khổ, bệnh tật, ốm đau đó, thì cuộc sống rất là khó khăn quý bà con à. Bây giờ thấy chú rất là tội nghiệp. Bây giờ hữu nghị đại diện cho mẹ chị Hồng là bác Cang, năm nay cũng là 80 tuổi ở Úc, trao cho chú Hồ Đắc Dũng 1 triệu. Và anh Huỳnh Văn Bé cũng ở Úc, trao cho chú thêm 1 triệu nữa là 2 triệu. Và chị Kim Oanh Trần ở bên Đức, trao cho chú 500 ngàn là 2 triệu rưỡi. Con sẽ đại diện cho các mạnh thường quân ở đó, ở phương xa, trao trực tiếp cho chú. Đó, vui không? Chú thấy có vui không? À, hồi nãy chú nói một lời cảm ơn. Cảm ơn các mạnh thường quân. Bây giờ chú nói thì rất là khó khăn. Bây giờ hội nghị sẽ trao cái số tiền mà các mạnh thường quân ở bên nước ngoài. Đây là hội nghị tình cờ gặp thôi, nhưng mà thấy chú quá tội nên chị hội nghị sẽ đại diện cho những cái mạnh thường quân mà thương người á, giúp những cái hoàn cảnh bất hạnh như thế này thì một điều rất là quý. Nên chị hữu nghị thay mặt của chú Dũng, tại vì chú nói tiếng nhỏ xíu à, là vì cái cục này nó ăn và nó chặn luôn cả cái dây âm thanh, nói không có rõ. Chị Kim anh Trần 500 ngàn, và anh Huỳnh Văn Bé 1 triệu, và mẹ của chị Hồng ở bên Úc cũng là 1 triệu nữa là thành 2 triệu rưỡi. Đây, hội nghị sẽ trao những cái phần quà yêu thương mà các mạnh thường quân tuy là chưa gặp bao giờ, lần đầu tiên gặp chú Hồ Đắc Dũng, bởi vì hội nghị rất là cảm động, rất là thấy thương cho chú, vì chú cũng 53 tuổi rồi nhưng mà người chú rất là nhỏ con. Ừ, lấy chú cha không đổi. Đưa cho chú lấy đá nữa, lấy đứa đá nữa. Quý bà con ơi, bây giờ là trời đang mưa. Hôm nay ngày nhiêu rồi ta? Ngày nhiêu vậy? Ngày nhiêu rồi? 23 tháng 3 năm 2019. Hội nghị đang có mặt tại chợ Phú Lộc, huyện Phú Lộc. Chợ Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trời đang mưa tầm tã, nắng hôm bữa giờ cháy da, bây giờ mưa tầm tã để mọi người hưởng được một cái mát của khí trời.
của ông trời ban tặng, và nhất là những người mà làm rừng núi trồng keo rồi người ta rất là mê những cái cơn mưa như thế này. Đây để coi chú viết cái gì đây. Đây chú viết là Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin chân thành đội ơn Bắc Căng và tất cả mọi người. Bắc Căng. Này là một điều này. Một điều này là của Bắc Căng. Bắc Căng ở bên đốt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Đây thêm chuyện nữa là 2 triệu là của anh Huỳnh Văn Bé. Đây 500. 1, 2, 3, 4, 5. 520 của chị Kim Anh Trần ở bên Đức cũng giao cho chú. Con cũng cầu mong sao ngày càng các mạnh thường quân gọi điện cho chú hỏi thăm và giúp đỡ để mà chú họ phải đi xin nữa. Một ngày, một tháng quý bà con ơi, bên nước ngoài mà một tháng mà quý bà con cỡ 2-3 người mà ủng hộ cho chú 50-100 đô là chú khỏi cần đi xin rồi. Đó là cứ mỗi tháng là quý bà con cứ ủng hộ cho chú 100 đô hay là 200 đô tùy theo tấm lòng của quý bà con. Cho hàng tháng là chú không cần đi xin nữa vì quá cực. Đó nên chỉ còn mong sao quý bà con hãy gọi điện cho chú, địa chỉ rõ ràng. Nếu quý bà con nào muốn tìm hiểu rõ nữa thì quý bà con hãy điện cho chú và nhờ một ai đó ở gần chỗ chú là sẽ biết ngay nếu mà mình không tin. Tôi nghĩ xin thay lời của chú Hồ Đắc Dũng cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân đồng hành cùng với Hữu Nghị. Hữu Nghị nguyện làm một chuyến xe nhân ái, chuyến xe thân tình thương chở tất cả các mạnh thường quân để đem những cái tình yêu thương của quý vị dành tặng cho những cái mảnh đời bất hạnh như thế này. Đó là một cái lời nói mà chân thành nhất để cầu sao cho những cái mảnh đời ngày càng có nhiều người biết đến nhiều hơn. Rồi, em kính chúc toàn thể quý bà con có một năm mới. Tại vì từ hồi trong 5 giờ hôm nay Hữu Nghị mới quay cái clip đầu tiên. Đó là cũng 3 tháng mấy, 4 tháng rồi đây. Gần 4 tháng Hữu Nghị chưa đăng cái nào lên hết. Nhưng mà hôm nay cái đầu tiên. Rồi, ngày nay, ngày mai Hữu Nghị đi quay tiếp. Hai đứa bé bại não ở trên Huế. Và một bé ở Phú Xuân. Và bé chuột, bé đồ với ông bà già đi lượm bé trai. Hầu như là mình nhận tiền của ai thì mình sẽ trao hết cho những cái số tiền mà quý vị ủng hộ. Nhưng mà bây giờ có nhiều một số là Hữu Nghị nhiều khi quên tên. Cái cuộn sổ Hữu Nghị đem đi hôm bữa bị ướt nên chi nó bị nhòe. Nên quý bà con nào mà xem những cái clip mà Hữu Nghị đăng lên á mà chưa có tên của cái người gửi tiền á của Mạnh Thường Quân thì cứ nói rõ, điện về cho em biết. Đó là một cái lỗi của em rất là lớn. Em thành thật xin lỗi những các mạnh thường quân mà gửi tiền cho em mà em chưa trao được á, mà em quên tên. Nhiều khi em quên cái tên và em không nói là ở đâu hết. Tiền bạc mình vẫn trao, nhưng mà cần nhất là những cái tên của quý bà con nhắn cho em biết là em mừng lắm. Cái Facebook, cái Zalo hay cái Messenger hay là Viber em đều có hết. Nên chi quý bà con hãy nhắn lại cho em là nó đã trao cho có hoàn cảnh đó chưa, hoàn cảnh nào, là quý bà con cứ nói nhé. Em cảm ơn một lần nữa Mạnh Thường Quân, nhất là ở nước ngoài, đã đồng hành với Hữu Nghị trong suốt một năm vừa qua. Bây giờ bước qua năm thứ hai Hữu Nghị đi làm những cái công việc như thế này thì thấy mọi người vui, thấy những cái bệnh nhân như chú Dũng đây vui là Hữu Nghị vui lây rồi. Mà quý bà con cũng cảm thấy rất là
thương và những hoàn cảnh đáng thương như chú. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con, cô bác. Quý bà con nhớ đón xem nhé. Mọi người ơi hãy xem và đăng ký ủng hộ kênh cho Hữu Nghị YouTube đó là Đặng Hữu Nghị Gà Trống Nuôi Con. Em cảm ơn quý bà con rất nhiều. Bye bye. Rồi chào chú nha. Rồi, con chúc chú đi lên mạnh khỏe. Nếu mà các mạnh thường quân á mà một tháng á mà họ cho chú $100-200 thôi là chú có 4-5 triệu rồi, là mình không cần đi đâu nữa ha. Ở nhà cho nó khỏe. Dạ. Vậy thôi.